Xin chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì bây giờ mình đang ở nhà của chị Duyên nha cả nhà. Thì hôm nay thì mình tới thăm chị Duyên. Thì hôm nay là chị Duyên rất là tỉnh táo rồi, nhưng mà gần đây thì khi mà đến thăm chị Duyên thì mình biết được một cái hoàn cảnh là của chị Nở là bị bệnh rất là nặng đã nhiều năm qua rồi, thì rất là tội nghiệp đó. Thì hôm nay là chị Duyên là cũng muốn là đi đến thăm chị Nở đó cả nhà, nên là bây giờ chị Duyên cũng đang chuẩn bị nè gạo, rồi mình cũng muốn mang ít gạo đến cho chị Nở đó cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong để mà coi cái cảnh chị Duyên chị chuẩn bị như thế nào, cũng như là chị Duyên chị muốn cho cái gì cho chị Nở nha. Giờ chị Duyên đang xúc gạo để mà tặng cho chị Nở đây. Thật sự là một cái hình ảnh không thể nào diễn tả nổi. Thì cái này là kêu bằng lá rách đùm lá tả tơi. Nên bây giờ chị Nữ là một hoàn cảnh rất là đáng thương, nhưng mà bây giờ chị Duyên chỉ còn gạo ăn, chỉ còn may mắn hơn chị Nở. Bây giờ chị Duyên là muốn tặng lại sách gạo cho chị Nở. Rồi, cho chị Nở nhiêu đây gạo hả chị? Nữa ha. Rồi. Ôi quý quá chị Duyên ơi, quý dữ lắm nha. Quá quý. Rồi được rồi ha, đúng rồi, chút xíu mình cho mình phải vui vẻ lên nha chị Duyên ha. Bây giờ mình đi thăm bệnh nha, thăm cái chị này, thêm cái em này chứ ha. Cười vui vẻ lên coi, chuẩn bị mình đi nè. Trời ơi, bữa nay chị Duyên công nhận ha, cười tươi mà trang này trang điểm cũng đẹp nữa không. Bữa nay là biết chút kem cái mặt lớt lớt vậy là đẹp nè. Coi bộ bữa nay son môi nè hả gì ta, chưa có sức son môi không chị Duyên? Trời ơi, cái mặt ha bữa nay lớt lớt là đẹp rồi nè, thấy chưa, bữa nay là quá dữ luôn. Rồi bây giờ lên xe chuẩn bị đi thăm chị Nở nha. Rồi mặc áo vô. Nữa ai đi, nữa ai. Rồi đi. Chị cho đó. Cái bịch gạo cho chị Nở đây. Duyên. Hai ba chén nữa hả? Này ít quá hả? Kỳ ha. Đó thì cả nhà mình thấy không, thì chị Duyên là có một cái tấm lòng rất là thương người, một cái tấm lòng Bồ Tát, thấy chưa, một cái hoàn cảnh tội nghiệp. Tuy mà chị Duyên là chị chưa có biết cái hoàn cảnh nó như thế nào, nhưng mà nãy xúc gạo cho rồi, nhưng mà bây giờ đi ra nhưng mà thấy ít quá, rồi bây giờ chở vô để mà xúc thêm đây. Tội nghiệp chưa, này lá lành đùm lá rách hả chị ha, đứt ruột không. Thì cái hình ảnh này không phải nói chứ, thì rất là thương người, rất là tội nghiệp chị Duyên. Nhiều nhiều một chút ha. Tự đi vô luôn, tự đi vô thôi. Múc thêm gạo đâu, cái bịch gạo đâu, em coi coi. Quá dữ rồi. Rồi thiệt, hôm nay là chắc là chị Nở sẽ cảm động lắm luôn nè. Rồi vui vẻ lên nha. Rồi chút xíu là mình chuẩn bị mình tới nhà của chị Nở rồi. Vô thăm rồi mình thăm chị, hỏi thăm sức khỏe của chị coi sao, cũng như là mình tặng quà cho chị nha. Vô cười lên cái nữa coi. Hôm nay chị Duyên rất là đẹp nha mọi người. Ở đây bây giờ mình đã tới nhà của chị Nở rồi, bây giờ mình sẽ vào bên trong chơi cái cảnh trò chuyện gặp gỡ ở của chị Duyên và chị Nở như thế nào nha. Bây giờ mình vô thăm cái chị bị bệnh nha. Rồi vô thăm đi, rồi đi vô. Chào tất cả mọi người nha, thì mình đã tới nhà chị Nở. Dạ cô, bữa nay con quay lại con thăm chị Nở á. Cô nhớ con không? Dạ hôm nay là con đi với chị Duyên. Rồi, Duyên hả? Vô nhà này Duyên.
Rồi, nhà gì chị Duyên với lại con đi với mấy chị đây vô thăm chị Nở. Rồi. Đó. Đây nè cậu, đây nè. Cảm ơn chị. Dạ. Thì hôm nay chị Duyên xuống thăm chị Nở. Biết chị Duyên không? Duyên hôm nay là chị Duyên. Nè lắm rồi. Nè, chị Duyên ơi. Nè, bây giờ là chị Nở này là chị bị bệnh á, rồi chị ngồi có một chỗ và chị không có đi được. Thấy chưa? Mình qua hỏi thăm coi hỏi cái chân bị sao. Tội nghiệp quá à. Lại hỏi coi. Mấy chân này có bị gì không? Chân bị sao vậy? Chân bị sao chị? Bị tiểu đường rồi nó làm độc á. Dạ. Ghê. Cái này mập á. Cái này chị không có đi bán xấu nữa. Đâu có bán xấu, một lần đi bán đầu tư đó, hồi lúc còn mảnh không bệnh đi bán đầu tư đó. Dạ. Ngồi đây đi chị Duyên. Ngồi đây đi, mình trò chuyện hỏi thăm cái. Trời ơi, nhớ hồi xưa đi bán đầu tư luôn ha. Nhớ. Cái giò chị bệnh gì vậy? Bị tiểu đường nè, nó làm độc nè. Coi. Nói là chị bán đầu tư với chung họ. Đó mẹ của cô còn sống đó. Biết rồi. Bây giờ giờ ở đây hả? Ở đây nè. Lúc này thấy tỉnh hơn một lần nè. Dạ. Đẹp nữa, bữa nay đẹp gái nữa. Đẹp gái. Lúc đó con còn nhỏ, nhỏ con đi bán khoai gì đó chứ gì. Bán khoai, bẻ ra rồi bán. Chị giờ gặp này ở đây hả? Trời ơi, nhìn không ra chị. Thấy chưa, bữa nay thấy hả, nói chuyện nha. Bây giờ nhìn ra ha. Dạ. Dạ, ở đó chở chú của Phúc, nhà của ông Thái Đường phải không? Có, nhà này hồi đó ở đây nè, hồi nào giờ ở đây nó đi bán đường đó. Dạ. Đi bán đường nhau sao đường đi vô đó. Dạ, biết rồi. Chị Duyên bắt ghế mình ngồi xích vô đi, xích vô gần chị đi. Lâu quá đâu có gặp chị. Lâu quá không lâu gặp. Lâu lắm đó mới gặp. Dạ. Rồi xích vô chị Nở đi, đặng nói chuyện với chị Nở nè. Xích vô đây nè cô Duyên. Dạ, được rồi. Anh đi bán rau rồi, lúc tôi còn khỏe đó, tôi đi cứ thấy ba đi dọc đường bán đát, bán là mất tiểu rồi, ba ngồi xuống có tiểu ơi. Không, không, bữa nay là chị Duyên là đi thăm lại chị Nở nè, thấy không, quý lắm đó nha. Đi thăm tôi đi, tôi bệnh, tôi đi, rồi tôi đau, tôi đâu có đi thăm cô được đâu. Dạ. Thôi bây giờ bạn không à đó. Bạn, đúng rồi, bạn hồi xưa đi bán đầu tư chung. Bán à. Tôi là bác kêu lại mua cá mà. Đâu kể là hồi xưa kỷ niệm sao không chị Duyên? Chị Duyên? Đó là đó chị này, ba đi bán khoai với bán gì này. Cô nói cãi. Má con chết lâu rồi. Tôi mới hỏi thăm bảy tôi nói má còn sống không, má Duyên sống không, nói má Duyên chết rồi. Trời ơi, chết mấy năm trời đó. Bảy tám năm. Rồi vợ Duyên ở với ai? Ở với người chị thứ năm á. Vậy đó hả? Rồi có gia đình gì không? Không có gia đình, ở chị hoài luôn. Vậy đó hả? Dạ. Rồi bữa nay vàng đâu hết rồi? Lột hết rồi. Lột hết rồi. Rồi người ta mua lại lột rồi. Rồi vàng để đâu rồi? Giờ còn hết, còn chỉ nào không? Hết rồi, đâu còn cái gì lắm. Vậy đó hả? Ai mua vàng gì của chị vậy? Ai mua vàng? Cái này nè. Vậy đó hả, chú đó mua vàng? Dạ, anh bán, bán nhiêu? Bán 500 ngàn á. Vậy đó hả? Lại lỗ. Lại không? Lại. Lại. Mà bữa nay... Bữa nay cười coi đẹp gái vậy không? Bữa nay chị Nở thấy không? Bữa nay chị Duyên là trang điểm là rất là đẹp luôn. Rồi kiếm biết son môi nữa. Không nhận. Chị ơi, mình ngồi quay vô chị Nở nè, mình nói chuyện, ngồi bắt quay ghế vô. Cái này mập hơn một lần nữa chứ. Quay ghế vô. Ok đi. Đúng rồi, mập hơn một lần nha. Bao nhiêu tuổi rồi? Con hả? 52 tuổi đó. Em. Nhiêu tuổi rồi? 52 hả? Dạ. Lúc tôi còn nhỏ là con cũng lớn tuổi đi bán chứ. Chung với xíu là con cũng lớn tuổi dữ lắm rồi. 32 tuổi nhớ không? 32 vậy thì lên tới 52 đó. Hai mấy năm trời đâu có gặp chị nhau. Đó, thấy chưa? Ừ. Bữa nay tỉnh dữ rồi. Ờ. Hồi xưa á là lúc mà chị đi bán chung á là chị Nở có chồng chưa chị nào chị Duyên? Trời ơi, chị có chồng cũng lâu. Chồng cũng lâu rồi ha. Hồi xưa hai chị em rồi gặp nhau vậy rồi có kỷ niệm nào vui không? Kể cho em nghe đi. Thì chị xím chèo bón khoai.
bán đồ tư nữa. Con người đó cũng đi bán với cà điên đó. Bán khoai với bắp cải đó. Khoai với bắp cải hả? Rồi chiên bán cái gì? Bán khoai ngọt rồi đó. Dạ. Rồi bán một bữa là được nhiêu? Má không bán nữa, bữa lời bà là 100 ngàn, 100 ngàn được đó. Vậy đó hả? Rồi dạ. Bây giờ nấu cơm ăn nó gì? Nấu cơm ăn ơn không à? Biết nấu ăn không? Rồi sao mà không biết? Rồi biết làm đồ ăn không? Trời. Thôi con bằng đồ ăn gần thôi. Ngon không? Bữa nào rải tôi ăn bữa, tôi hết giờ tôi đi chẳng nấu ăn hay nấu tôi ăn bữa ha. Dạ. Rồi bữa nào ông đi bán vé số hay gì? Dạ. Nè, nãy chị Duyên này chỉ có... Nói đi. Cho chị bịt dạo rồi đi. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn Duyên nha. Dạ. Cái này là quý lắm luôn đó chị Nở ơi. Quý lắm. Hồi nãy á, đi ra đi vô rồi xúc mà thấy ít quá. Rồi mới chạy vô mà xúc một cặp nữa. Vậy đó hả? Quý lắm. Cảm ơn Duyên, cảm ơn Duyên nhiều nha. Dạ. Thương thấy thương dễ sợ không? Coi cái chân của chị nè. Là coi cái chân của chị. Bị sao? Bị gì gì mụn là cũng bị thương có lặn á chị. À, một lỗ lặn á. Nó thăm bệnh tình. Trời ơi. Trời trời dữ vậy đó chị. Bởi vì chị có đi đứng gì được đâu. Bữa nào có cháu nhà nó xích nước cô tắm không có thì bò qua đó đó vô cầu đó tắm ơn. Nó bị sao dữ vậy trời? Bị tiểu đường rồi thịt nó làm độc. Trời là quỷ thần ơi. Nghiệp chị quá. Nghiệp quá ha. Đứt ruột quá chị ơi, em thấy em sốc ruột quá. Họ kê cái trên trán của chị một cái gì nữa kìa. Không mọc sừng gì nè. Rồi. Qua coi coi, đi qua coi coi cái mục này mục gì vậy? Bước qua coi coi. Chị Duyên, bước qua coi mục này mục nhọt hay là mục gì vậy? Dạ, coi mục gì vậy? Mục nhọt chứ mục gì. Phải không? Coi kỹ chưa? Kỹ vậy. Có cách nào mà chỉ cái mục đó hết không? Có cái bài thuốc nào không? Thấy chị tìm nghiệm quá cho chị thêm 10 ngàn hả chị? Vậy hả? Ăn xài đỡ. Có tiền không à? Rồi cho tôi lấy gì ăn? Kể cho đi, làm phước. Vậy cảm ơn nha. Dạ, lấy đi. Đứt ruột quá à. 10 ngàn. Cảm ơn nha. Dạ. Quý lắm đó chứ. 10 ngàn Duyên cho, không ăn đâu đó, để dành đó nghe Duyên. Dạ. Yeah. Ăn đi trời có sao đâu. Để dành kỷ niệm của Duyên cho. Dạ. Mai mốt vô thăm tôi nữa nha. Dạ. Uống thăm nữa. Uống thuốc đó chị nói, uống thuốc đi cho hết bệnh nha. Bọc thuốc rồi nè cô ơi nè, một bọc mà cô nè. Thấy sợ chưa? Đâu đâu, yeah. Coi thuốc rồi chị Duyên, coi có thuốc nào giống của chị không? Uống thuốc mà một bịch cỡ này nè chị. Rồi còn một bịch treo trên đó nữa kìa, nó vỏ á. Dạ. Quá chị quá dữ rồi. Chị đã sống với ai chị? Sống với đứa con mà nó đi giữ em bé rồi. Ta cho ngày được 70 ngàn thì về nó đem gì cho mẹ. Dạ. Nên về mua thuốc, đồ, mua cá, đồ ăn. Chắc trời chị hết bệnh đó chị. Ừ. Chị cũng cho gân khỏe đi, đặng tỉnh táo ha, đặng mặn ăn ha. Dạ. Này, khỏe lắm à. Khỏe nhiều vậy chưa? Khỏe nhiều. Vậy đó hả? Dạ. Có rụng răng không? Hả? Có rụng răng hàm trên không? Có. Vậy đó hả? Dạ. Bệnh đó có bệnh gì nữa không chị? Bệnh tiểu đường, rồi sạn mật. Rồi gan nhiễm mỡ, rồi tiểu đường nó biến chứng qua thận. Dạ. Thùm lum hết trơn. Dạ. Bệnh nhiều quá trời. Bệnh mà tới bác sĩ nói nghèo mà bệnh ngặt nghèo luôn. Thấy bác sĩ lắc đầu luôn đó. Dạ. Vô phòng chống độc nằm rồi đó, trời Phật thương cho gì đó. Dạ. Hết đó. Dạ. Tới cái nào chỉ với tôi uống thuốc cho tôi hết bệnh coi. Tôi mua con, tôi coi bà không có con. Thế nào mua thuốc ngoài, trong ngoài, cứ uống cái vô nó bớt đi. Vậy đó hả? Dạ.
Biết thuốc gì ông chỉ coi. Sức nhất á. Vậy đó hả? Uống thuốc nhất là hết ha. Dạ. Mua bác sĩ ở đâu? Bác sĩ ngoài nha chị. Chỗ nào? Này thiệt này là quý lắm chị Duyên ơi. Vô cho một bịch gạo sách đi theo cho. Rồi cho 10 ngàn nữa. Ừ, cho 10 ngàn này quý lắm đó. 10 ngàn này để dành hoài luôn nè. Quý lắm đó. Cái này chị Nở biết làm sao không? 10 ngàn này mua ký gạo. Chị ơi bây giờ chị suy nghĩ như thế nào mà chị cho chị Nở 10 ngàn? Trong lòng chị đang nghĩ như thế nào? Thì chị bệnh này chị Nở cho. Khổ quá ha. Dạ. Thấy thương chị Nở quá trời. Dạ. Không biết cách nào giúp đỡ giờ, cũng mong là chị Nở uống nhiều vô cho có sức khỏe sớm vượt qua căn bệnh hen. Dạ. Thôi bây giờ mình có cái muốn chúc chị Nở thì sao không? Mình chúc chị. Gắng uống thuốc hết bệnh nha chị. Thôi, chị cũng gắng uống thuốc hết bệnh của em. Dạ. Xúc động quá hả chị Duyên? Dạ. Thôi đừng khóc nha chị. Tội nghiệp quá, giờ thôi nắm tay cái đi mình. Nắm tay cái đi. Quý lắm luôn. Hôm nay bạn đồ mới đẹp nè, ai mua cho vậy? Dạ lại mua. Vậy đó hả? Mua được mấy cái? Mua được cho con 5 bộ đồ á. Vậy đó hả? Vậy được rồi quý rồi. Cho 5 bộ đồ bằng đồ đẹp không nè, thấy không? Cái này là cho gạo rồi cho tiền nữa này kia bằng này là lá rách mà đùm lá tả tơi đây nè. Duyên may mắn hơn là mi không có bệnh. Dạ. Tôi bệnh. Dạ. Quá nhiều luôn. Dạ. Bệnh mà Duyên còn đi bán vé số được, tôi có bán được đâu, ở nhà ngồi giống đi không nè. Dạ. Anh này ăn nè, bà già cho anh này ăn nè, nấu cháo ăn nè. Nè, khô quẹt nè. Dạ. Nè, thấy không? Dạ. À, chảo khô quẹt nè. Rồi, ăn ngon cái gì nữa? Quá nhiều đó, khô quẹt không à. Thôi chị Duyên mới ăn cơm cái gì? Chị Duyên cơm gì Duyên? Cơm đi cá. Vậy nè. Cá làm gì ăn? Cá kho. Vậy đó hả? Biết kho cá không? Dạ biết kho cá chị. Rồi chị Năm đó chị có mặn tiếp không? Cũng mặn tiếp đi. Vậy đó hả? Rồi chị Năm đi làm gì? Cũng bán số một ngày. Vậy đó ha. Hai chị em bán số rồi chiều về đi xe đạp hay là bộ? Ha, rồi tôi đi bộ, còn chị đi xe đạp. Biết chạy xe đạp không? Cũng biết chạy chị. Mua một chiếc đi chạy. Dạ. Xưa nhà của hai người gần nhau. Không, chị ở đây hồi nào giờ nói chồng á, chị đi bán cái đường đó đó. Hồi lúc chị còn mạnh chị chèo đồ chị bán đường đó, hồi lúc má của Duyên sống á. Hồi đó gặp Duyên bán á, tôi bán bánh ú rồi nữa đó. Tôi kêu bà lại tôi cho bà ăn đó, bà nhớ không? Dạ nhớ. Cho ngồi ăn không nhớ, không có mà mắc cỡ chứ, ngồi tự nhiên ăn, ăn lột rồi đứng lên đi, rồi cho uống nước rồi nữa. Chị nghỉ trưa ngồi bà vô bóng mát đó. Bà nhớ không? Dạ nhớ rồi. Thấy chưa? Dạ. Nhớ rồi. Tội nghiệp xúc gạo, thương gì đâu. Cười vui lắm cái chị, mình thăm bệnh mình vui vẻ lên. Cho chị Nở này cũng vui vẻ, có tinh thần hơn, muốn sớm hết bệnh ha. Dạ. Đợt này Duyên lại thăm tôi thấy tôi khỏe hơn một lần á. Bây giờ dạ. Tôi khỏe cỡ hai phần rồi đó. Hổm dạ. Tôi không có khỏe chút nào hết trơn. Dạ. Vậy là chị Duyên phải gán qua thăm thường xuyên nữa nghe chị. Dạ. Nhớ đường đi không? Nhớ rồi. Chị tả đường lại coi. Tả đường đi coi. Thì đừng ngồi dòm mình chạy xéo, chạy qua cù lò chạy xéo qua đây. À. Qua cầu. Qua cầu. Ngồi ở đâu? Xéo qua đây, tới đây. Này quá quý.
Hỏi thăm gì đó không? Ai chở Duyên qua đây vậy? Chở gì ra cậu nè. Thấy cậu đẹp trai không? Đẹp trai. Này quá khỏe rồi, đi thăm bệnh nữa là quá mừng rồi chị ơi. Rồi bây giờ đi nhà ai coi? Hả? Bây giờ đi ở đây nhà ai coi? À, chị có ở nhà. Vậy hả? Ngồi đi. Ngồi chơi ngồi đi. Sao vậy? Ngồi nó đi, ngồi nói chuyện đi, có hiểu. Thôi ngồi đi. Nước à? Là nước. Nước đây. Nước đi. Quậy đường lên, quậy đường lên. Nước nha. Ngồi này tới thăm chị nở rồi, gia đình chị nở để nước cho uống. Hỏi thăm cô coi. Hỏi thăm mẹ chị nở rồi. Mẹ chị nở. Mẹ chị nở rồi, hỏi cô có khỏe không? Cô cũng bị bệnh đấy đó. Hỏi thăm cô coi. Mẹ con chị nở đó. Mẹ chị nở khỏe không chị? Cũng khỏe. Cô có bệnh gì cô? Bệnh cũng tiểu đường rồi giò, đau giò, yếu giò. Bé xe nó quẹt 2 năm rồi nó cứ đi quẹt. Rồi tiểu đường rồi tim mạch. Chúc chị gắng hết bệnh khỏe. Cảm ơn cô Duyên nha. Dạ. Tay đúng chân rồi không? Giá hết bệnh như chị. Thương gì đâu không. Rồi thôi cũng xin phép về. Nói chân xin phép con về. Cảm ơn cô Duyên nha. Dạ. Thôi cũng chào gia đình đi mình về. Chào cô đi. Chào Duyên về. Về chứ. Uống nước đi. Dạ. Uống nước đi rồi hay gì. Dạ. Em bây giờ chị Duyên tới thăm nha. Cũng chúc chị sức khỏe nha. Chúc chú với cảm ơn cô với chú khỏe, ba cô với chú. Dạ. Rồi, rồi chú con về. Dạ. Chú con về. Rồi thôi con về cô ơi, cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn chú ha. Dạ dạ. Hồi xưa giờ cũng biết con Duyên nó ở đây nó cũng gành mà bây giờ nó cũng bệnh, hồi trước nó cũng bệnh mà bây giờ nhờ xuống chú dìu dắt con Duyên bữa nay nó cũng khỏe nhiều. Rồi nó tới đây nó thăm con của tôi vậy đó là tôi cũng rất thành thật mang ơn. Nó cũng cho được ít gạo với 10,000. Trời ơi vậy là quý lắm đó chú. À, rồi tôi cũng cảm ơn đi đến đây mà Duyên con tôi được vậy. Nó bữa nay nở 10 phần rồi, nó cũng khỏe chừng 2 rồi. Dạ. Rồi thì bữa nay là con thấy chị Duyên là biết đi thăm người, biết đi làm phước như vậy là con cũng rất là mừng. Đó thì cũng hy vọng là chị Duyên sẽ có tinh thần là sẽ tốt hơn, cũng như là chị nở sẽ vui hơn mà khi mà chị Duyên chị đến thăm. Đến thăm thì cũng quá mừng. Chứ hồi trước là nhờ chú chưa có lợi đó thì nó đi lang thang là đầu này đầu kia nó không có được tỉnh nữa. Dạ. Giờ nó được khỏe trong người nó đi lại nó thăm con tôi vậy tôi cũng quá mừng. Dạ rồi cũng con bây giờ cũng trễ rồi con phép chú là con về ha. Dạ cảm ơn rồi. Dạ. Cảm ơn chú dìu dắt vậy Duyên xuống thăm con tôi vậy bệnh thăm bệnh thì nó cũng quá mừng rồi. Dạ, quá quý rồi. Rồi. Dạ. Có cái gì mà quý hơn cái này đâu. Dạ. Rồi xin phép chú con rồi, về. Rồi cảm ơn chú nhờ là cháu là dìu dắt để là đi xuống đây để dùng giúp đỡ nhà hộ tâm là ráng quan tâm để giúp đỡ cho con tôi rất mang ơn dữ lắm. Dạ. Cô Duyên bữa nay thấy nó đỡ rồi xuống thăm con tôi cũng mừng. Rồi cũng cảm ơn chú. Dạ. Con tôi bữa nay nó cũng đỡ. Dạ. Và lúc trước thì cô thấy cô Duyên như thế nào? Cô Duyên thì cũng bệnh vậy đó, đi bán vé số. Chú bữa hổm cho được nhiêu tiền đó, đi mua thuốc cho nó, đi thầy, bữa nay đi hút thuốc. Đó. Dạ, bữa nay là con thấy là chị nở khỏe nhiều rồi đó. Đó. Cô tinh thần là giống như là lần trước, hôm trước là 10, là bây giờ đỡ là 3-4 phần rồi. Dạ. 4 phần rồi. Ừ. Hôm nay là thấy tôi là thần cũng... thái, là thần sắc là tốt hơn đó. Trước rất là nhiều. Nhờ rồi, mà bên, bên gì, bên chữ... Mạnh Thiền Quân cho chú cho nó được là 2 triệu bạc đó rồi
đi ấy suốt cho nó. Dạ. Mua một dĩ là 380 ngàn. Dạ. Mua được 3 dĩ cho nó uống. Nó uống rồi với uống thuốc nam thêm nữa. Dạ. Nó khỏe nhiều hả con? Dạ đỡ. Giờ trong cho nó có tiền đặng mua thêm cho nó uống, cho nó bên cho nó lành cái giò nó được rồi tôi mừng rồi. Cho dạ, bữa nay con thấy khô nhiều rồi đó. Nó khô. Thuốc sức nè, mua thuốc sức nè, thuốc uống đủ hết trơn. Dạ. Mà nó mắc tiền quá trời chú ơi, một dĩ 380 ngàn. Rồi bố hổm tay nha. Thuốc tay. Mà dĩ được có 12 viên. Dạ. Bác sĩ người ta cho ta mua. Đâu dám mua gì cho nó ăn đâu, mua thuốc không cho nó, để dành mua thuốc. Rồi cho nó uống thuốc, thấy nó khỏe, thuốc nó khỏe, mua cho nó uống không. Dạ. Rồi cô cũng đang mang căn bệnh trong người là tiểu đường. Tiểu đường, bệnh nữa đó, rồi chú ơi, rồi tim, mạch nữa. Dạ. Lên máu, cũng đi lãnh thuốc nhà nước uống thôi chú ơi. Dạ. Chứ không có mà tiền đâu mà lo ngoài. Dạ. Giá hết bệnh chưa chị?